là tiếc khi không thể có được bàn thắng trong tình huống tỏa sáng vừa rồi của Lê Văn Xuân. Và... vâng, đúng là chúng tôi có thể không may vì... Lê Văn Đô là một cái tên khá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhưng với màn trình diễn xuất sắc trước U23 Indonesia, anh đang dần bước ra ánh sáng. Tại SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam đặt chỉ tiêu bảo vệ chiếc huy chương vàng mà chúng ta đã giành được cách đây 3 năm. Với lực lượng thiếu hụt khá nhiều nhân tố quan trọng, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra khá đau đầu với nhiệm vụ này. Nhưng với cặp hậu vệ cánh, thầy Park có thể yên tâm phần nào với sự tiến bộ thần tốc của Lê Văn Xuân và Lê Văn Đô. Nếu như Văn Xuân ít nhiều được biết đến trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội, thì Văn Đô còn khá lạ lẫm. Ở trận ra quân SEA Games 31, Văn Xuân và Văn Đô được ra sân ngay từ đầu và thể hiện được một màn trình diễn xuất sắc ở hai hành lang cánh. Đặc biệt, Lê Văn Đô đã có màn giới thiệu bản thân cực tốt trước người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trước một U23 Indonesia thi đấu rắn và không ngại va chạm, hậu vệ của U23 Việt Nam vẫn rất bình tĩnh trong việc ngăn chặn và sẵn sàng băng lên tham gia tấn công. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, tình huống đáng chú ý nhất của anh là pha chuyền bóng điểm rơi cực tốt để Tiến Linh thoát xuống. Đáng tiếc là số 9 lại dứt điểm hụt. Bước sang hiệp 2, Văn Đô được huấn luyện viên Park Hang-seo đảo cánh cho Văn Xuân. Anh được điều chuyển sang cánh trái và từ đây thực sự đã tạo ra khác biệt cho trận đấu. Phút thứ 54, Văn Đô sộc thẳng vào trung lộ trước khi chọc khe để Mạnh Dũng thoát xuống căng ngang cho Tiến Linh dễ dàng dứt điểm cận thành tung lưới U23 Indonesia. Những phút sau đó, anh cùng với Văn Xuân tạo thành hai cọng kìm đáng sợ ở hai bên hành lang cánh, khiến cho hàng thủ của U23 Indonesia có nhiều fan côn đốn. Và tới phút thứ 87, Văn Đô đã trực tiếp tạo ra bàn thắng. Văn Xuân đột phá vượt qua hai cầu thủ của U23 Indonesia trước khi dứt điểm dội sang ngang. Bóng bật ra tìm tới vị trí của Văn Đô và cầu thủ mang áo số 7 tạt bóng tầm thấp vào vòng cấm. Trung vệ Arianto phá hụt bóng, vô tình đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Satrio. Hậu vệ của U23 Việt Nam kết thúc ngày thi đấu chói sáng của mình trong sự chúc mừng của những đồng đội. Và đó chính là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của anh. Lê Văn Đô sinh ngày 7 tháng 8 năm 2001 tại Quảng Nam. Anh hiện đang thi đấu trong màu áo của SHB Đà Nẵng. Văn Đô chỉ cao 1m73 nhưng là cầu thủ đa năng và thường được biết đến với vị trí tiền vệ cánh trái. Cầu thủ quê Quảng Nam, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ PVF, là thành viên của đội U17 PVF vô địch giải U17 quốc gia năm 2017. Sau giải đấu này, sự nghiệp của Văn Đô có dấu hiệu chứng lại do những chấn thương liên miên. Tuy nhiên, Văn Đô đã rất nỗ lực tập luyện để khẳng định bản thân. Anh chỉ thực sự có những bước tiến vượt bậc khi bắt đầu làm việc với huấn luyện viên Jeromino ở U19 và sau này là U21 PVF. Theo đánh giá của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Văn Đô sở hữu khả năng tăng tốc với bóng tốt cũng như tư duy thi đấu sáng tạo. Cầu thủ sinh năm 2001 cũng được đánh giá cao về kỹ năng dứt điểm, đặc biệt với khả năng sút xa và đá phạt. Các quả sút phạt đã được xem là thương hiệu của Lê Văn Đô, khiến anh được mệnh danh là vua sút phạt. Ngoài ra, theo đánh giá của huấn luyện viên Jeromino, Văn Đô đọc tình huống trận đấu tốt và thi đấu rất đa năng khi vừa có thể đá tiền vệ cánh, vừa đá tiền vệ tấn công. Việc thi đấu tiến bộ trong màu áo đội trẻ PVF giúp Lê Văn Đô cùng người đồng đội Huỳnh Công Đến được SHB Đà Nẵng mượn về để thi đấu tại V-League 2021. Tuy nhiên, trong màu áo của đội bóng sông Hàn, Văn Đô gần như ít có cơ hội ra sân thi đấu. Không có nhiều cơ hội chơi bóng tại V-League, nhưng Văn Đô vẫn là cái tên được huấn luyện viên Park Hang-seo quy hoạch ở U23 và đội tuyển quốc gia. Anh là trụ cột của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á vừa qua. Sau khi giải đấu này khép lại, hậu vệ gốc Quảng Nam này cũng được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Chưa dừng lại ở đó, Văn Đô tiếp tục góp mặt trong thành phần đội tuyển Việt Nam tham dự hai trận đấu vòng loại World Cup 2022 gặp Australia và Trung Quốc. Ở đội hình U23 Việt Nam hiện tại, Văn Đô đang được xem là quân bài bất khả xâm phạm nơi hành lang phải. Với Văn Đô trong đội hình, ông Park cũng có thêm một cầu thủ đa năng, có thể chơi tốt ở cả hậu vệ lẫn tiền vệ biên. Đó sẽ là vũ khí lợi hại của nhà cầm quân người Hàn Quốc tại SEA Games sắp tới. Huấn luyện viên Jeromino từng nhận xét đầy hứng khởi về học trò cưng Lê Văn Đô. Tất cả những thành viên của PVF đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi Lê Văn Đô được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc của chúng tôi. Với màn trình diễn xuất sắc ở trận thắng U23 Indonesia vừa qua, Văn Đô đã có màn giới thiệu xuất sắc với những khán giả bóng đá quê nhà. Chắc chắn anh sẽ còn tiến bộ hơn nữa trong thời gian tới.